Dạ, thì rồi. Anh ơi, thì em là Lài á, thì nhân cơ hội này em mời mình tham gia luôn nha. Rồi rồi, để đăng ký luôn, cũng dễ mà. Dạ, thì đầu tiên thì anh có thể là giúp em trả lời ba câu hỏi liên quan tới tình trạng sức khỏe của mình. Thì cho em xin thông tin em đăng ký cho anh, thì sau đó bên em sẽ có nhân viên xuống hỗ trợ cho mình trực tiếp tại nhà luôn. Rồi. Thì anh trả lời giúp em ba câu hỏi liên quan tới tình trạng sức khỏe của mình nha anh. Thì rồi. Thông qua ba câu hỏi này á, thì cũng đảm bảo quyền lợi sau này cho mình luôn à. Thì trong suốt 3 năm qua, không biết anh đã được điều trị hoặc là nhập viện hoặc là trải qua một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện, điều trị tại nhà, phòng khám hoặc là các cơ sở y tế khác không anh? Có chị, hôm bữa em có nhậu xong rồi sáng ói quá rồi xuống bệnh viện Củ Chi nhập viện đâu cả tuần á, đa khoa khu vực Củ Chi á. Nay cũng chừng 2 tháng rồi chị. À, nhập viện trước 2 tháng, bệnh viện đa khoa Củ Chi. Đúng rồi. Dạ, thì anh ơi, không biết là bác sĩ nói mình thì sức khỏe của mình sao vậy anh? Thì nói cái đường ruột mình không tốt thôi chứ. À, đường ruột của mình là không tốt à, dạ à. Dạ. Dạ, đường ruột không tốt, dạ không biết là mình nằm viện có lâu không anh? À, khoảng 8 ngày á chị. Tiền nước vô, tiền nước với uống thuốc. À, tiền nước với uống thuốc à. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Thì anh ơi, thì không biết là trong vòng 12 tháng tới, không biết anh có hiện đang theo dõi hoặc điều trị cho bất kỳ thương tật, bệnh tật, các triệu chứng bất thường nào khác không anh? Không chị ơi. À, dạ không ạ. Dạ, thì câu hỏi thứ ba anh là trong vòng 5 năm gần đây, không biết là anh đã từng bị khước từ nhận bảo hiểm sức khỏe hoặc được chấp nhận nhưng với điều kiện loại trừ không ạ? Cái đó là sao em không hiểu chị? Dạ em ví dụ là trong vòng 5 năm gần đây thì không biết đó là anh đã từng bị khước từ nhận bảo hiểm sức khỏe, có nghĩa là mình tham gia một cái gói bảo hiểm sức khỏe nào đó mà mình bị khước từ hoặc là được chấp nhận nhưng với cái điều kiện loại trừ một cái vấn đề sức khỏe nào đó của mình đó anh. À, không chị ơi, không có. Rồi rồi. Dạ. À, thì ở độ tuổi của mình á là cái mức phí như em chia sẻ cho mình là 1.315.600 đồng và cái quyền lợi của mình sẽ nhận được là 93.800.000 đồng một năm với điều kiện á là mình nằm viện qua đêm sau 24 giờ cho các rủi ro về ốm bệnh và tai nạn nhanh. À. Dạ. Thì trong đó là chi phí nằm viện thì mình sẽ nhận được là 2 triệu một ngày lên đến 40 triệu một năm và không quá 60 ngày một năm. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện mình sẽ nhận được là 2 triệu một năm. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi mình xuất viện thì mình sẽ nhận được là 2 triệu một năm. Dịch vụ xe cấp cứu mình sẽ nhận được có là 2 triệu một năm. Dạ xin lỗi ạ. Dịch vụ xe cấp cứu mình sẽ nhận được là 5 triệu một năm luôn ạ. Và chi phí phẫu thuật có thì mình sẽ nhận được là 40 triệu một năm. Dạ thì phục hồi chức năng thì mình sẽ nhận được là 4 triệu một năm ạ. Thì trợ cấp bệnh viện công là 80.000 đồng một ngày, không quá 60 ngày một năm nha anh. Rồi, dạ rồi. Thì em nghĩ là nếu được á, em nghĩ là mình tham gia nên tham gia cái sản phẩm này. Tại vì á, thì đối với bệnh viện Củ Chi của mình thì nếu mình được đi được những cái bệnh viện tuyến trên á thì nó sẽ cũng sẽ tốt hơn cho mình, cái dịch vụ nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ, thì anh ơi. Em thì, anh nha. Được á thì anh cho em xin thông tin em đăng ký cho mình luôn nha. Rồi rồi, cái đó là mình đưa cái giấy ra là vào bên bệnh viện nó chi trả luôn hả chị? Giải quyết. Rõ rõ lắm. Dạ alo ạ. Nghe nè chị ơi. Dạ alo. Alo. Nghe. Dạ alo ạ. Alo. Còn nghe không chị? Alo. Dạ anh ơi. Dạ thì không biết là em trao đổi thông tin lúc nãy là về cái quyền lợi của mình á thì không biết anh có nghe có rõ không anh? Nghe cũng rõ lắm mà tại đang bão á chị, có gió rồi hơi ngồi ngoài. Rõ rõ. Của mình anh có cần em phải chia sẻ lại không ạ? Nếu mà được thì chị nói lại giùm em, còn cái chỗ mà nếu mà có này kia rồi xuống là đưa giấy ra là bên bệnh viện nó chi trả luôn hả chị? Hay là bên dạ sao ạ? Thì nếu mà anh đi những
những bệnh viện bên em liên kết trực tiếp, như bệnh viện lúc nãy em chia sẻ cho anh là bệnh viện tư nhân đó là bệnh viện Hoàng Mỹ, bệnh viện quốc tế là Vinmec, hoặc là Columbia Gia Đình, thì những cái bệnh viện này mình sẽ được khấu trừ trực tiếp vào thẻ luôn, là mình được bảo lãnh viện phí đó anh. Còn nếu mà anh muốn đi những bệnh viện như đại học, bệnh viện như là Đại học Y Dược Chợ Rẫy, thì hiện tại là những bệnh viện này thì bên em không có liên kết, nhưng mà bên em vẫn hỗ trợ cho mình thanh toán lại phí nha anh. Thì đầu tiên nếu mà anh đi những bệnh viện đó thì mình chỉ cần thanh toán phí trước giúp em, sau đó lấy những chứng từ y tế gửi về 233 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thì bên bảo vệ sẽ thanh toán phí lại cho mình sau 15 ngày làm việc. Dạ thì nếu rồi, cái đó mà nếu mà gửi chị ơi, chợ thì anh liên hệ bên số điện thoại này của em, hoặc á là anh liên hệ với trực tiếp của bên tổng đài của bên Bảo Việt luôn, thì mình sẽ có hai nơi để hỗ trợ cho mình khi mà mình cần thông tin ạ. Dạ thì anh ơi, thì như em chia sẻ cho mình để em lặp lại cho mình cái quyền lợi của mình sẽ nhận được nha anh. Rồi. Thì gói này sẽ hỗ trợ cho khách hàng là nằm viện, phẫu thuật cho các rủi ro về ốm bệnh và tai nạn. Dạ thì tổng hạn mức của mình nhận được là 93.800.000 đồng một năm, phí nằm viện mình sẽ nhận được là 2 triệu một ngày, lên đến 40 triệu một năm và không quá 60 ngày một năm. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi mà nhập viện á, thì mình sẽ nhận được là 2 triệu một năm. Và chi phí tái khám á, thì và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi mình xuất viện mình sẽ nhận được là 2 triệu. Dịch vụ xe cứu thương mình sẽ nhận được là 5 triệu một năm. Chi phí phẫu thuật mình sẽ có 40 triệu một năm. Phục hồi chức năng là 4 triệu một năm. Trợ cấp bệnh viện công là 80.000 đồng một ngày, không quá 60 ngày một năm. Thì nếu mà anh đi những bệnh viện công thì một ngày anh sẽ trợ cấp thêm 80.000 đồng ạ. Dạ. Thì anh ơi, thì không biết là em chia sẻ cái thông tin như vậy á, thì mình có thắc mắc vấn đề gì không anh? Rồi rồi, rõ rồi chị. Mà bây giờ cái trang web á, em muốn vô cái trang web để em coi trực tiếp được không chị? Tại vì nói nhiều quá nó không có nhớ luôn. Sản phẩm này là của Bảo Việt, anh chỉ cần vô trang web bảoviet.com.vn thì mình sẽ có rất là nhiều thông tin về cái sản phẩm này của Bảo. Rồi rồi, chị phan chị đọc lại để em ghi, cái đọc từ từ thôi. Dạ, bảoviet.com.vn ạ. bảoviet.com.vn. Dạ, sản phẩm này tên là Bảo Việt An Gia nghe anh. Nhưng mà anh ơi, thì khi mà bên em xuống, dạ, Bảo Việt An Gia, từ gia đình á. Rồi rồi, An Gia. Dạ. Thì anh ơi, cái sản phẩm này của bên em là khi mà bên em xuống hỗ trợ thông tin cho mình thì bên em sẽ gửi cho mình thêm cái thông tin này của bên em, là bao gồm là phí, bản phí, bản quyền lợi và những cái bệnh viện bên em liên kết trực tiếp cho mình, thì mình cứ yên tâm nha anh. Rồi rồi. Dạ thì anh ơi, thì hiện tại là nếu mình không có thắc mắc gì á thì em có thể là anh em xin thông tin em đăng ký cho mình luôn nha. Rồi rồi. Dạ anh cho em xin họ tên của mình ạ. Anh Nguyễn Văn Thắng. Dạ anh Nguyễn Văn Thắng. Dạ anh Thắng cho em xin ngày tháng năm sinh của mình nha anh. 25 tháng 4. Dạ. Năm 1984. 1984. Dạ anh Thắng có nhớ số chứng minh nhân dân của mình không ạ? Ở đây thì không nhớ rồi, để coi lại cái. Dạ, bên này cái này để sao được không? Để được sao? Dạ được ạ. Thì cái bên em xuống hỗ trợ mình bổ sung sao cũng được. Rồi. Anh Thắng cho em xin địa chỉ của mình nha anh Thắng. Rồi. Đường 664. Dạ. Nhà số. Dạ mình có số. Nhà số mấy ạ? 08664. 08 đường 664. Dạ. À, tổ 2. Dạ tổ 2 ạ. Đúng rồi. Dạ khu phố là ở xã. Xã Thái Mỹ. Xã Thái Mỹ. Thái đúng không anh? Thái Mỹ. À, Thái Mỹ ạ. Đúng dạ, rồi. Phường gì anh? À, cái tên là Bình Hạ. Đường Bình Hạ đường chứ không Bình phải. Hạ. Đường Bình Hạ. 08664 đường Bình Hạ. Xã Thái Mỹ. Xã Thái Mỹ. Huyện Củ Chi đúng, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đường á chị, đúng đường... rồi. Cái đường 664 á. Đường 64 còn là đường Bình Hạ. Dạ. Không phải là cái là cái ấp á, ấp Bình Hạ. Đường 664. À dạ, ấp Bình Hạ. Đúng rồi. Dạ. Trên đây ấp dạ, không chứ không có phường. À dạ. Thì anh Thắng lưu ý giúp em thời
thời gian chờ. Sau khi mà mình đặt bút ký tên với bên em á, thì sau 24 giờ thì mình sẽ được hỗ trợ về những cái rủi ro về tai nạn nha, tất cả các rủi ro về tai nạn luôn. Còn có những cái bệnh, dạ, những cái bệnh thông thường, bệnh cấp tính thì sau 30 ngày, và những cái bệnh có sẵn và bệnh mãn tính thì sau 1 năm nha anh. Rồi rồi, cái đó chị cứ đánh văn bản lên đi rồi em coi, rồi chừng nào lên thì về điện báo trước em được không? Dạ thì chiều nay mình có thời gian không anh, thì bên em xuống hỗ trợ cho anh Thắng ạ. Chiều nay không được rồi. Chiều nay không được rồi, chị thứ bảy được không? Chiều thứ bảy được không? Dạ chiều thứ bảy anh, dạ được ạ. À. Hôm nay là thứ sáu, hôm nay là chiều. Bữa nay thứ năm, ngày mốt á. Hôm nay là thứ năm à? Dạ. Thứ bảy á, chiều thứ bảy. Ngày mai mình bận anh. Mai bận à? Ừ, dạ. Mai chỉ có bà già ở nhà không, không biết được. Tại thứ bảy mới có ở nhà. Chừng nào thứ bảy mình đi, giờ nào cũng được, thứ bảy nhà nguyên ngày á. Dạ vậy thứ bảy tầm buổi sáng 10 giờ sáng được không anh? Rồi cứ đây cứ lên rồi cứ gọi điện. Dạ anh Thắng ơi, cho em xin thêm 2 phút để em chia sẻ thêm cho mình nha. Thì bên cạnh em thì cũng có gói khám ngoại trú để lấy thuốc về uống trong ngày, hỗ trợ cho mình lên đến 6 triệu đồng. Và gói nha khoa thì hỗ trợ cho mình lên đến 2 triệu đồng đó anh. Thì cái bên nha khoa là có trám nhổ răng đồ đầy đủ hết rồi không chị? Là hỗ trợ hết cái gì? Dạ. À dạ, thì gói nha khoa sẽ hỗ trợ cho mình là lấy cao răng nè, trám răng bằng chất liệu thông thường, nhổ răng bệnh lý, lấy u voi răng, phẫu thuật cắt chớp răng, chữa tủy răng và điều trị viêm nú, viêm nha chu ạ. Rồi rồi. Mày có muốn tham gia? Nó chỉ thông thường thôi hả chị, còn cái kia là mình tự trả hay sao? Dạ. Dạ đúng, nếu mà trồng răng á thì cái này là mình tự chi trả thêm. Rồi. Bên mình trồng răng nó có hỗ trợ không ha, mình bên em lo. À dạ thì cái này về vấn đề là trồng răng á thì là thuộc về thẩm mỹ, thì khách hàng sẽ chi trả. Bên bảo hiểm hỗ trợ cho mình sẽ là lấy cao răng thôi, thì chắp răng bằng chất liệu thông thường, nhổ răng bệnh lý à, lấy u voi răng, phẫu thuật cắt chớp răng, chữa tủy răng, điều trị viêm nú, viêm nha chu, là vấn đề là những cái bệnh lý về răng ạ. Tại vì đây là bảo hiểm về sức khỏe à. Thì anh ơi, thì không biết là mình có muốn tham gia thêm không anh? Thôi được rồi chị, để lên rồi gặp ai lên rồi nói trực tiếp luôn đi cho dễ, tại vì điện thoại nó thôi. À dạ em hiểu. Dạ thì anh ơi, thì phiền anh cho em hỏi là dạ thì em thấy cái mức, dạ cái sản phẩm này của bên em á thì không cần giấy tờ chứng nhận sức khỏe của bác sĩ á. Nếu mà mình tham gia thì không biết là anh có muốn tham gia cho người thân của mình không ạ? Để anh coi, để anh thử trước coi được không, rồi cái rồi có gì tính tiếp chứ. Nếu dạ thì anh Thắng ơi, thì cho em xin xác nhận lại á, là hiện tại là em đăng ký cho anh Thắng là gói điều trị nội trú là nằm viện qua đêm sau 24 giờ cho các rủi ro về ốm bệnh và tai nạn. Thì chi phí của anh Thắng là một năm là 1.315.600 đồng nha anh Thắng. Dạ thì nữa có gì thì anh Thắng chuẩn bị giúp em một chứng minh nhân dân và mức phí của mình ạ. Rồi có photo giấy chứng minh không? Dạ không cần ạ, anh chỉ cần cho chứng minh giấy chứng minh thôi. Rồi em sẽ xuống chụp hình lại ạ. Rồi rồi. Dạ anh Thắng, em hẹn anh Thắng là 10 giờ dạ thứ bảy, thì trước khi bên em xuống thì bên em sẽ gọi điện thoại xác nhận lại với anh Thắng một lần nữa nha. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn anh Thắng. Rồi dạ, rồi em chào anh Thắng ạ. Rồi rồi.